Thế gì biết không? Không. Cái này thì chỉ có con gái biết thôi. Thôi vậy. Nay làm gì? Hôm nay thì mưa như thế này nhà thôi. Bị phát là được tin nương nào chưa? Chưa. Hả? Chưa. Còn trồng rau cỏ các thứ. Trên thùng trái đấy là ai? Trên hát chữ ấy. Hát chữ á? Ông ngoại à? Em chỉ biết nó quen mình không? Hay là người yêu của Ngọc đấy? Hả? Nó vẫn là người yêu của Ngọc, chết! Làm gì đông thế? À, đội lấy ngô nhỉ? Ôi, xin chào các bác, các cô, các anh, các chị và mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Tam Giang Mạch nhé. Hiện tại thì đang vào nhà của Xính. Đấy, không biết đây là chuyến thứ bao nhiêu rồi và bao nhiêu chuyến nữa là rút. Thì hôm nay vào đây để hướng dẫn các em. Thật ra các em cũng biết thôi nhưng mà nói hướng dẫn cho nó oai. Để trao cái món quà của cô Năm tới hai vợ chồng trẻ. Hôm nay thì tranh thủ lúc trời mưa như thế này thì cũng lên với các em. Và trong cái thùng em Xính đang cầm ấy thì chốc nữa sẽ bật mí với mọi người. Đấy. Còn Ngọc thì hôm nay đi vắng rồi. Có xe mới phát là đi vắng rồi. Đi làm ăn xa rồi. Thực tế thì là đi tìm cơ hội mọi người ạ. Đó. Ôi giời. Đây có cái quả và rửa chân đây. Đây đủ tốt thế nhỉ. Cái này là ngô của mình à? Ngô của bố mẹ này. Hả? Thế sao lại vứt ở đây? À, vứt đây không còn nám thì mang phơi. À. Thế của mình không có à? Mình có để trước kia rồi. Chỉ được một tại thôi. Để nhà mình hay để nhà bố mẹ? Để nhà bố mẹ trên kia nó có cái bếp củi đấy thì để trên đấy thôi. À. Vâng. Có cái máy nghiền đấy đúng không? Vâng. Ngọc đi từ sáng à? Vâng. Bật mí với mọi người là Ngọc đang đi tìm lợn. Không biết là có phải lợn nhà người yêu cũ không? Nghi lắm nhỉ. Qua nó kịp lấy vỏ cây chưa? Chưa mẹ, mình không thể lấy về nó. Con nọ thì bác bảo mình là phơi vừa vừa cũng được. Nhưng mà mình phơi khô cho bác. Bác cần quá, bác lại lấy của người khác trước rồi. Bác bảo lấy đều nhé. Lấy đều tức nghĩa là em sẽ có thu nhập đều. Đấy. Hôm nay thì anh em mình ghi hình cũng có mic, đâm ra là âm thanh sẽ khó nghe hơn một chút nên là các cô các bác thông cảm, bởi vì cũng mic lại hỏng mất rồi thì sẽ cố gắng khắc phục. Đây có một cái thùng quà của cô Năm đây, trong này thì nhỏ nhưng mà có võ. Chỗ này có thể có giá cả chục triệu đồng mọi người nhé. Một cái thùng quà như thế này có thể lên tới 10 triệu đồng. Đó. Chút nữa thì sẽ bật mí, bây giờ cứ phải uống nước, ngồi chơi xơi nước, sau đó là sẽ tâm sự với mọi người.
Thầy chưa vậy thôi, từ nãy giờ tao có mày con nói đấy là Ngọc thì đang đi lên nhà chỗ bạn của Ngọc, không biết bạn ở đâu làm gì, nhưng mà khả năng là được sẽ được nuôi lợn. Nhưng mà bây giờ không có ngô thì sẽ vất vả lắm ạ. Không có ngô nhưng mà cũng không có gì nuôi thì chịu khó. Bây giờ người với lợn là ăn chung đấy. Chết dở này. Đây là bạn của Ngọc bảo là cho nuôi rẽ lợn. Đúng rồi. Mấy con? Em cũng không biết, chắc khoảng một con thôi. Một con hả? Nuôi nơi thì... nơi để tết thịt đúng không? Bán chia tiền. À, chia tiền cũng được. Nói thật là bây giờ thì gạo ăn thì đã có quỹ của các bác cho rồi, thì tạm thời trước mắt mình làm ra sản phẩm đã. Còn ngô thì lợn một con thì nó cũng chẳng bao nhiêu lắm. Đúng rồi. À, hai con dê mà nếu mà được nuôi rẽ thì một con lợn thì sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và cũng rất là mừng là Ngọc cũng tự biết liên hệ để có lợn. À, bây giờ thì em Ngọc chưa ở nhà nên là anh em mình cũng không biết thế nào cả. Sẽ cố gắng là nếu mà cho những Ngọc về thì sẽ chia sẻ với mọi người. Còn ở đây sẽ là một cái thùng quà. Trong này khả năng là khoảng 10 triệu. Em nếu mà xem nào, làm tốt thì 10 triệu là chuyện nhỏ. Đấy. Là bà Năm. Không biết bà Năm có gọi điện cho em không? Không. Điện thoại của em thì cái nó bị vỡ thì không biết. Không thấy gì nữa rồi. Ai gọi thì được rồi đúng không? Đúng rồi. Còn mình mà cũng cơ quá. Mình gọi đi thì gọi như nào? Gọi điện thì nó tự gọi thôi ạ. Với cả ở đây thì còn có sóng thì ở lên trên kia chẳng có sóng thế nào. Cứ đây em vừa gọi thì em cũng không thể thấy được vì nó đơ quá. Không biết là ai. Cảm ơn con không? À cũng còn tí. Xong hết thì bảo nhé. Xong thì anh bỏ đói anh cũng không cũng kệ đấy, chẳng quan tâm. Đấy. Đi, lấy cái dao về mở cái thùng xem là cái gì. Cầm nước để cho nó vẫn nguội thì đã. Dự kiến là anh em mình sẽ phủ xanh và bắt buộc phải phủ xanh hết toàn bộ trước nhân nhà. Cái cây đậu xanh xanh này nó có ăn được không Dính? Có anh ạ. Cái này là cái hạt đỏ đỏ đúng không? Cái hạt mà nhỏ nhỏ đỏ đỏ đúng rồi. Hạt mùa đúng không? Cái này là trồng hay là nó tự mọc? À trồng đấy anh. Trồng hả? Còn chỗ này là đỗ tương là được rồi này, là chuẩn bị được thu hoạch này. Còn ngô trên này chắc là cho bò luôn nhỉ? Không bây giờ vào mùa lạnh không ngô đâu. Có nhưng mà bé tí thôi. Đấy, ok. Thế thì giao chỉ tiêu cho hai vợ chồng, tranh thủ lúc nào còn được nghỉ thì ít nhất là mình phải trồng được 3 loại rau để anh của Vaca ăn nhé. 3 loại rau. Chứ bình thường anh đến cũng mỗi ăn thịt thôi thì anh không thích. Rồi chứ. Đây là của cô Năm ở Bình Dương mọi người nhé. Sau khi mà lắng nghe cái mô hình mà anh em mình chuẩn bị giới thiệu cũng như là giao chỉ tiêu cho hai vợ chồng thì hai vợ chồng có được cái rau ăn. Bởi vì từ trước anh em mình lên ấy, thì nhà Sính không có gì ngoài rau bí cả. Chỉ có rau bí thôi. Hành không có, tỏi không có, ớt không có, rau gì, thanh rau xanh gì cũng không có. Do vậy mà khi mà anh em chia sẻ như thế này thì bà Năm bà lại muốn hỗ trợ cho Sính Ngọc để các em tự phát triển cái vườn rau của mình để có cái rau ăn. Rồi. Cái ấm này có cái quai gỗ này nó sẽ không nóng. Rồi, để phơi quần áo nha. Đừng có phơi lung tung vắt vưởng lên cái hàng rào xì lít các kiểu mà phơi hết lên cả hàng rào, đau đầu quá. Đấy nhá, giờ có móc rồi, xong rồi có tiền thì tự nhiên mua một chục móc nữa đi. Đây, đường đây. Đấy. Đây, chỗ này bật mí với mọi người, chỗ này khoảng 10 triệu. Nhá, khoảng 10 triệu đấy, đừng đùa. Tí nữa xem sau. Đây, bột ngọt, này mì chính này. Cái này là cái gì nhỉ? Dầu ăn à? Em không biết. Không, dân tạo. Phòng giặt thôi.
cái này là sư tắm cho vợ nhá. Vợ tắm cũng được mà chồng tắm cũng được. Vợ tắm thơm thì mình ngủ sớm hơn đúng không? Vợ không thơm thì mình ngủ muộn tí. Cái này là, đây là bò khô. Thịt bò khô. Thì mình ăn kiểu gì đây? Và cái này là xà phòng giặt. Cái này chắc là cho anh già hay sao? Đây đi rửa cái này về cho anh. Đi rửa sạch vậy nhé. Cái này hình như là dành cho cho xí ngọc hết thôi. Còn đây cũng là xà phòng. Nhưng mà khả năng là chia cho cả già thì phải đúng đấy. Hình như chia cho cả già. Chúng ta sẽ bảo tay để chia nhau. Đấy. Cơ bản là rồi. Đây còn có ấy nữa này. Đây xà bông tắm đây. Đấy, giờ cho gia đình để tắm rửa. Ô các thứ. Đây, cái mà anh em mình muốn nói với mọi người, nó rơi vào 10 triệu. Cái này nếu mà ai mà biết làm thì ra 10 triệu là chuyện bình thường. Với xem nào. Cái này là rau gì đây? Cà chìa, rất ngon. Dầu xanh, tức nghĩa là nó như kiểu cải thảo đấy. Đây là cải xanh phúc, trên chó hiệp gọi là cải cúc. Rau muống lá tre, đây còn rau muống này. Rau mùng tơi, xà lách, rau xà lách, không được nhiều quá rồi. Rau cải màu vàng. Dưa chuột đấy. Đây là bầu hồ lô. Đấy, riêng bầu hồ lô này bán rất là đắt này. Và bầu sao trái dài. Đấy. Cái này là cải vẹ xanh mỡ chịu mưa. Đấy. Tất cả là 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 giống rau này. Nếu như mà làm tốt, chăm sóc tốt thì cái giá trị đem lại mỗi một gói như này làm ra 1 triệu là chuyện bình thường. Đấy. Cái đấy để làm gì có biết không? Hả? Biết không? Cái này để làm gì biết không? Em sẽ bút cái này vào xem nó đẹp không? Đấy, đúng chưa? Đẹp chưa? Đẹp. Đúng đấy. Bà Năm gửi cái này cho em nhé. 10 giống rau này, anh nói thật này. Biết đọc chữ không? Anh không. Không biết đọc chữ, không biết đến tiền. Là đời thế. Quan trọng là em làm đất cho anh nhé. Làm đất cho anh. Mình sẽ tìm hiểu kỹ xem là giống rau nào trồng vào mùa nào. Nhưng mà quan trọng em làm đúng rau cho anh. Anh sẽ cho hai vợ chồng khoảng 4 ngày đi, làm rau, luống rau cho anh. Này. Một gói này có thể làm ra 1 triệu, em có tin không? Nếu mà mình chăm tốt, mình mang đi bán 1 triệu là bình thường. Đây, cái cải thìa rất đắt này. Một nhúm nhỏ nhỏ này đã 5.000 rồi. Đúng không? Đó. Đây này, thời vụ là trồng được quanh năm. Cái này trồng quanh năm nhé. Cái này trồng quanh năm. Cái này cũng trồng quanh năm. Cái này cũng quanh năm. Khổ quá, chữ thì không biết đọc nữa. Cái này cũng trồng quanh năm này. Gần như là bà gửi cho mình giống toàn là giống trồng quanh năm thôi. Còn trên mình thì tùy thuộc vào cái độ ẩm cũng như là đây cũng quanh năm hết. Đây là của công ty Dùng Xanh này. Đấy. Nhá, 10 gói. Ít nhất là làm ra cho anh 1 triệu, 5 triệu. 10 luống. Nhá. 10 luống khoảng 5 thửa đi. Mỗi thửa làm 2 luống. Hiểu không? Nếu mà tin anh, tin nghe lời anh ấy thì em cứ thử phất một lần xem. Đến khi mà có dâu ăn,
có rau ăn rồi nhá, gọi anh lên đấy, anh mang thịt lên luôn. Và nếu như bây giờ xe thì có rồi, mà mình làm tốt cái này mình sẽ tự tạo ra cái sản phẩm để ví dụ mình cuối giờ chiều 4 giờ này em nổ xe xuống Ngụ Duệ bán, mỗi ngày đi khoảng 50 mớ thôi, 50 mớ thì cho vào bao tải, một tải đầy thôi, thì mình đã có khoảng 200-300 nghìn rồi. Rau bây giờ rất là đắt. Hoặc là nếu như mà em trồng được nhiều, mà trồng quanh năm, mà trồng sen canh rồi là các thứ, anh có thể liên hệ giúp em vào các cái nhà hàng người ta cung cấp rau ấy. Mình sẽ cung cấp chuyên sản phẩm sạch cho các nhà hàng của mình trên này thì du lịch đi khách đi du lịch đi phượt rất là đông, nên các nhà hàng yêu cầu là rau phải sạch, tươi xanh, không có hóa chất hay là không có cái kích thích nào cả. Thì nếu mà làm được thì kiếm được cái mối đấy còn cực kỳ ngon luôn, anh nói thật nhá. Đấy, trong tất cả cái rau này thì em thích trồng rau nào, thích ăn cái nào đấy, nhìn cái lá biết đúng không, thích ăn cái nào anh sẽ ưu tiên trồng cái đấy trước. Cái này xào tỏi rất ngon rồi, cái này chắc là thích ăn đấy. Cải thìa trước, mùng tơi, cái này nấu canh, cái này xào, xà lách thì mình để ăn sống thôi, rửa sạch xong ăn sống thôi. Anh nghĩ là trồng thứ nhất là dưa chuột này, cải thìa này, bầu này, bầu sao trái dài và rau muống. Rau muống và rau cải là hai cái loại rau mà dễ ăn nhất và dễ bán nhất cũng như là dễ trồng nhất nhé. Kỹ thuật thì không lo, anh còn ở đây thì kỹ thuật anh sẽ hỗ trợ hết, hiểu chưa? Không biết trước thì thú đầu làm cái gì. Cái này làm muống cho anh nhé, sau 4 ngày em lên anh sẽ triển khai trồng. Kỹ thuật thì cháu Hiệp sẽ từng loại, bởi vì trong này người ta đã ghi sẵn rồi, bây giờ mình chỉ quy trình như này, ngâm ủ hạt giống. Tóm lại là có quy trình, có mật độ trồng và có cách để mà làm đất làm luống đã hướng dẫn đầy đủ rồi, nên là anh em mình sẽ hỗ trợ cho hai vợ chồng. Cái này sẽ là một cái mô hình cho hai vợ chồng được gọi là manh nha cái kinh nghiệm trồng rau. Nếu mà quý khán giả mà đã có điều kiện và có thời gian và có cơ hội được đến với bà con vùng cao rồi thì phần lớn bà con ở trên này chỉ trồng củ cải này, bắp cải này, rau cải này, đỗ tương này. Đấy, mấy cái loại mà dài ngày thôi, còn những cái ngắn ngày như thế này gần như là bà con không chú trọng. Và hầu hết là cháu Hiệp thấy một điều đây này, là đến với bà con vùng cao thì rau người ta không có, mặc dù đất người ta có nhiều, đất nương ấy có thể canh tác thoải mái nhưng mà người ta không trồng đâu. Người ta chỉ tập trung là ra chợ mua được ít thịt, ít trứng, ít cá mắm ấy, được cá đông lạnh thì người ta ăn thế thôi. Còn rau thì gần như là chỉ có rau bí với quả bí là hết. Đấy, nên là khi mà có cái mô hình này thì sẽ cải thiện được bữa ăn và từ đó cũng thay đổi được cái suy nghĩ của hàng xóm láng giềng để làm sao là có cái hoa màu đáp ứng nhu cầu của bản thân gia đình mình đã. Bây giờ có khách đến mình chẳng lẽ là chạy đi chợ mua một quả bắp cải thì không phải. Ra vườn hái có gì ăn đấy, xong là vặt thêm quả trứng gà trong ổ nữa là thành bữa thôi, hiểu không? Nhớ nha, 4 ngày để làm luộc nhé. Thì như anh sẽ chỉ cho đây, còn một cái món quà nữa, Hùng Ngọc cũng ở rồi sai. Cái gì biết không? Cái này thì chỉ có con gái biết thôi. Thơm quá. Phải làm gì biết không? Cái này là tô cho cái kia nó hồng hồng ấy. Biết không? Tô cho cái hai con nó, cái hai cái mép này cho nó hồng hồng lên. Không biết à? Ôi giời, đùa thế thôi, những linh tinh. Cái này là cái son để vợ bôi đây. Và bà Năm có dặn là Ngọc là đừng có dùng son rẻ tiền hay đừng có dùng son linh tinh nhé. Cái này là chị Vinh chị tặng này.
Chị Viên gửi chỗ cô Năm, cô gửi là để mình dùng. Vợ mình đẹp thì cũng nở mày nở mặt cho mình thôi. Nhưng mà bà là nếu mà dùng cái son linh tinh trì nhiều quá thì nhiều lúc nó độc hại cho cơ thể nhé. Cái này tí về cho Ngọc thử bôi tối hai đứa đi ngủ thơm cái xem là nó có thơm không. Cái này son đắt tiền đấy nhé. Còn cái này sữa tắm thì biết rồi đúng không? Cái này là đây là để tắm này, rửa tay tắm cũng được, sạch khuẩn rất thơm. Còn cái xà phòng này thì bà gửi hai túi, một túi là xà phòng bột, còn một túi là xà phòng thảo nguyên. Thì cái này thì nên em chia cho anh trai một gói. Đấy, mình thì làm cái to này, cái nhỏ anh cứ trai cái này đi. Cái siêu này thì để đun nước này, mình có cái siêu như thế nào đấy, có cái này đi. Cái này thì mình có thể để ở đây để đựng nước, nước mà mình đun sôi mình cho vào đây, có khách về mình đun nước sôi để nguội uống đó. Thế là xong nhá, xong cái này bỏ khô này. Còn cái này là để đỡ phải treo mấy cái đồ phụ nữ này, là đừng có treo silicone có xe cửa nhà này, anh em đi vào nó mất vệ sinh, nó mất lịch sự đi nhé, mất mỹ quan đi. Đấy, còn là tất cả những cái đồ này là của bà Năm đã gửi cho mình, có chị Vinh gửi này. Hứa hẹn là anh em mình sẽ giao chỉ tiêu cho hai vợ chồng trong vòng 4 ngày là phải tạo đường luống ít nhất là 5 cái thửa, mỗi thửa 2 luống để làm mẫu, và từ đó là mình sẽ rào lại cái vườn nhà mình lại. Bởi vì là từ nay đến Tết là bọn em không trồng cái gì ở cái nương này, phải không? Vứt không thì cỏ thì chỉ mọc mà cũng chả chăn được bò, không có bò, dê thì cắt một tí là xong rồi. Do vậy mà rất là lãng phí cái tài nguyên đất, để không từ nay đến Tết thì thay vào đó là nếu như mà em làm tốt thì anh hứa với em là anh sẽ kết nối cung cấp rau cho các cái nhà hàng mà anh quen, để làm sao là mình có cái thu nhập. Đấy. Em đừng tưởng là làm nông là không giàu nhé. Nếu mà mình làm nông nghiệp bằng cái đầu thì có khi còn giàu hơn là làm công nghiệp. Đấy, đây là anh nói thật. Thì mình việc nhỏ, mình sức khỏe yếu thì mình làm việc nhỏ, cất đi, gấp gọn lại đi xong cất đi. Thế là Ngọc chuẩn bị có lợn nuôi rồi đấy nhỉ? Nếu mà lấy nuôi là hai vợ chồng sẽ làm thêm cái chuồng này hay là thả với dê? Thả con hay con quậy già thôi. À đúng rồi. Nếu mà được nuôi dê thì chắc chắn là Tết này vợ chồng Xính Ngọc sẽ có cái lợn Tết, hoặc là sẽ bán đi để mà trang trải đến Tết. Bây giờ đến Tết còn 5 tháng nữa thì 5 tháng thì nuôi lợn to bình thường, ít nhất là cũng được 40-50 cân, là sẽ có tiền Tết và có cách trang trải. Hoặc là nếu mà mình có thể mình thịt lợn Tết cũng được. Đấy, mời anh lên ăn lợn Tết, anh vẫn lên mà. Đấy. Nhớ là chỉ tiêu 4 ngày nói là làm, không chậm trễ, đánh luống rau biết rồi thì đánh đất tơi lên xong là cào thành luống đẹp và mình gieo rồi. 5 thửa nhé, khung dưới chuồng dê, mỗi thửa làm cho anh 2 luống dài. Mình cứ làm to lên thì mình sẽ thấy được thành quả của mình nó như nào. Đấy. Còn làm mỗi một luống to bằng cái này thì thôi, tốt nhất là dẹp luôn đi, cỏ nó còn mọc tốt hơn rau thì nói là cái gì. Đấy, như nhà Vân nó còn làm được 3 luống dài như thế, nó còn đủ ăn 3 đứa con. Đấy. Thì một lần nữa cháu Hiệp cảm ơn chị Vinh cũng như là bà Năm đã có những cái món quà. Phải nói đây sẽ là một cái bài test, đây sẽ là một cái bắt buộc các cháu phải thay đổi từ hôm nay trở đi và đến mai sau vẫn thế, đó là thay đổi cái tư duy tự trồng rau, tự cung tự cấp. Nói thật là lên với các cháu thì chỉ có rau bí vứt ở nơi ngô, tức là mọc cùng một cây ngô lên thôi, có sao ăn vậy hết. Ví dụ bây giờ hôm nay anh vào anh báo cơm thì sẽ ăn món gì? Rau ấy, sẽ ăn rau gì? Đấy, như thế thì chết dở. Mình ở nhà nông mà lại không có rau thì tức nghĩa là không thành công rồi. Nhà nông thì ít nhất là rau mình phải tự có này, đúng không? Đấy, con gà thì có thể là mình khó nuôi thì mình không nói, mà ít nhất là rau, củ quả, những cái mà ví dụ mình mua như thế mình mua ở ngoài cái thứ đắt nhất là 50.000 đi, đúng không? Mình trồng được ăn bao nhiêu vụ mình có thể tự để giống. Riêng cái rau muống này thì mình ăn xong mình cái gốc mình lại mang trồng tiếp.
chỗ ẩm ẩm nó lại mọc tiếp, không mà ăn liên hồi luôn nhé. Đấy, gửi lời cảm ơn tới bạn Năm cũng như là chị Vinh đã có những cái món quà rất là thiết thực. Chị Vinh còn người tặng chỗ cháu Ngọc có một cái thỏi son nữa. Bạn Năm thì hỗ trợ phải nói là khối đây là một cái khối gọi là làm vốn rất là lớn, thì Xính sẽ phải làm sao kết hợp với Ngọc để tạo ra cái sản phẩm mà mình nói là làm được nhé, không phải làm để quay phim mà làm được thật thì anh mới quay phim. Đó, như thế là để thấy cái sự cố gắng của mình. Đó, một lần nữa là cảm ơn bà Năm và sẽ nhường lời cho em Xính. Đó, cho Xính cảm ơn bà Năm rất là nhiều. Bà Năm đã giống rau rất nhiều với lại móc chiều quần áo lên sản phẩm rất nhiều để cho hai thằng cháu. Cháu cảm ơn bà rất nhiều, chúc bà có thật nhiều sức khỏe. Trước nữa thì Ngọc về thì anh em mình sẽ chỉ dạy là cái vấn đề thứ nhất là cái son dùng thì tốt thôi, không sao cả. Con gái mà làm đẹp thì nó cũng là cái tốt thôi, nhưng mà mình dùng son rẻ thì lúc là cũng nguy hiểm. Thứ hai là hai vợ chồng sẽ cùng nhau tranh thủ là làm luống cho anh, làm luống xong rồi kiện cho anh lên, anh sẽ hướng dẫn cho. Vì đội này được cái là không biết chữ và không biết đến tiền nên là khổ quá, thì sẽ hướng dẫn là cho rau mà mình làm luống xong mình rào nhé, rào chắc là cái cây thì tự rào thôi. Trong khoảng 1 tháng 2 tháng 1 tháng rưỡi nữa anh em mình lên đây sẽ có bữa cơm và có rau của nhà tự trồng. Đấy, chúc cả bà Năm thật là nhiều sức khỏe và đồng hành với anh em mình trong những cái chương trình tiếp theo. Đấy, hôm nay thì những cái món quà sẽ được san sẻ chia nhau cho các bạn đây luôn.